Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều vừa tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho các phòng ban ngành và Ủy ban Nhân dân 11 phường trong quận bằng hình thức trực tuyến điểm cầu chính tại hội trường trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đến 11 điểm cầu 11 phường trong quận. Theo đó, quận giao thủ trưởng các phòng ban ngành đoàn thể quận và 11 phường, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng phân bổ chỉ tiêu cho đơn vị bộ phận trực thuộc, xây dựng kế hoạch các chương trình đề án cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương để triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Quỳnh Trung Trứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, biểu dương các phòng ban chức năng của quận và phường thực hiện hoàn thành 12 trên 14 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cán bộ, công chức cần phát huy tính năng động và sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.